Nga xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nga TV nha. Buổi trưa hôm nay là mùng 5 tháng 5. Hôm nay Nga ăn mùng 5 tháng 5 mà chỉ có đơn giản thôi các bạn. Bột chiên trên chảo nướng. Sốc. Nóng quá nãy giờ là bu bếp than nóng lên. Với lại sầu riêng dầm đá cả nhà. Ở đây Nga có một tô sầu riêng dầm đá. Tranh thủ ăn cho hết mùa. Và cái bột chiên này Nga ăn chung với là gỏi nè và tương nè, để đây là cái nó bị nóng, nó bể dĩa. Thôi Nga chín rồi, Nga đã hạ nhiệt độ xuống nha. Cái bột chiên này chiên nãy giờ rồi, bánh tráng nè đó, cả nhà thấy không? Để Nga lật nó lại, lật nó lại cho nó đẹp. Thở đây rồi. Đặt lát ra. Thôi, làm màu đi còn rớt hết khỏi ăn. Đây có rau. Và đây là cái gỏi nè cả nhà. Gỏi đu đủ. Và đây là nước sốt tương, nước chấm á. Nga sẽ bỏ gỏi và nước chấm vô đây. Rồi, trẻ ớt còn sống rớt cái đá bên trái rồi. Màu trẻ ớt, hai trẻ ớt. Bữa nay mùng 5 tháng 5 mà mưa quá trời rồi cả nhà. Nè, Nga có một loại nước hỗn hợp. Nước chấm. Để đây. Và bây giờ Nga sẽ cắt cái này ra. Trứng này làm chín quá. Bà nó cha nó. Đúng rồi, thầy thợ có khác. Rớt bà nó hết rồi. Bây giờ Nga mời cả nhà ăn nha. Sắm tuồng lâu quá. Nga để trên đây. Nga sẽ dặn lửa hết đi. Cho dễ vô. Ăn kiểu mới đi. Rồi. Cũng lâu rồi không ăn món này. Trứng ốp la. Ồ, nhìn cũng hấp dẫn ghê. Mời Nga mời cả nhà nha. Ồ. Má à. Thứ nhất, nó ngon nói không nên lời. Thứ hai, là nó nóng không thể nói nên lời luôn. Cái bột nó nóng thôi nha. Còn nóng để lên hư chén hết. Ôi nó ngon quá.
lắm. Đã. Tận dụng tối đa cái mùi sầu riêng cả nhà. Sầu riêng này nghe không bỏ đường, bỏ sữa gì hết à. Sầu riêng hộp có nghe dầm đá vô nghe ăn thôi. Cho nó lạnh lạnh. Mà nãy giờ mới quạt á. Đá ra nước hết chưa? Hưởng thụ được cái mùng 5 tháng 5. Đã thiệt. Thì Nga chưa ra chết rồi. Nên là chứ đi làm với người bán không có, không có cúng cái gì hết. Chỉ có mua bông hoa trái cây cúng trên bàn thờ thôi các bạn. Ông nói mất dạy. Có năm mà đầu tiên ngay về nhà mới á, cất nhà xong xây nhà xong về nhà mới, ông nấu năm sáng con hì hục nấu cúng. Trời, cái năm đầu tiên mình về nhà mới bắt buộc mình phải cúng, cũng có năm đó thôi bạn, mười mấy năm rồi nấu cúng luôn, cúng cái cây này. Yeah.
Có tuổi mình thờ đó, trên 30 tuổi là mình thờ được trong nhà mình đó. Ba nghe nói là cái tuổi lớn rồi, trên 30 là mình thờ được rồi. Mình thờ Phật Bà, Phật Quan Âm, Mẹ Sanh Mẹ Độ. Người nào mà mình thích thì mình thờ không sao hết. Nga thì nó thích Phật Bà Quan Âm. Đúng rồi. Nó thờ Phật Bà Quan Âm. Có người nghe không có thờ gì hết. Đúng không? Mặt dây của Phật Bà Quan Âm nè các bạn. Nó thích Phật Bà Quan Âm. Nên mình đeo á, đi đâu mình cầu nguyện cũng an lành hơn. Nhất là mình đi đường xe, chứ nghe không thích qua què. Giờ này cũng hơn 2 giờ trưa rồi cả nhà. 2 giờ trưa mùng 5 tháng 5. Chiều nay nó được giao hàng với bạn hàng tí xíu, nó chở hàng xuống là cả bao giờ đóng cửa nghỉ rồi. Bốn giờ nghe cho rồi đi ra nha. Long Thành Đồng Nai. Rồi ba giờ. Một chân gà nữa. Thôi ngủ nguội rồi. Thấy cứng. Nửa năm rồi cả nhà. Chưa làm được gì. Năm nay làm ăn buôn bán như ngang là thua. Chưa làm được gì hết. Mà nửa năm. Mua trúng sầu riêng này không, tao đùng bự hơn một mít nữa. Phải nổ quá. Các bạn thân mến, video của mình cũng kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn là video về sau nha. Còn bây giờ, Nga xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mùng 5 tháng 5 thật là vui tươi và hạnh phúc.